Kính thưa bà con, tôi nói không giấu gì, mà có giấu cũng đách được. Từ nào đến giờ tôi nói quậy ở bên Việt Nam, quanh quẩn ở trong làng xã không hà. Thành thử ta nói không có biết gì cái thế giới bên ngoài nó là làm sao. Bởi vậy cho nên đảng và nhà nước của mình nói Việt Nam mình là thiên đường xã hội chủ nghĩa, là quốc gia đáng sống nhất trên hành tinh này. Trời ơi, người ta nói ta tin sái cổ luôn vậy đó. Cho tới bữa nay có đứa con gái ở Mỹ á, nó mời qua bển chơi du lịch, thành thử ra tôi mới khăn gói quả mướp ta lên đường. Cũng tội nghiệp đứa con gái dữ lắm. Trời ơi ngu, ở bên thiên đường đắt trời ơi, mày đặt bon chen đi lấy chồng ở xứ giả chết. Thôi thì ta nói con dại cái mang, cũng đi qua bển thăm coi nó làm sao hen. Coi nó sống khổ sống sở ra mừng sao. Cũng một lần qua bển coi thử thằng Mỹ nó giải chết ra làm sao, rồi dân tình nó sống khổ ra làm sao. Chàng ơi, ta nói vừa tới cái sân bay thôi, trời ơi ta tưởng ta nằm mơ chứ tụi bay. Bà mẹ cái xứ giải chết gì đâu mà cái phi trường nó to tổ mẹ luôn hà. Bà mẹ nó nhân viên ở ngoại á, nó thấy ngoại già lụm cụm, nó lấy xe lăn nó đẩy tao chạy phà phà à, vậy đó mấy đứa. Mau mắn lẹ làng hết sức vậy đó. Rồi thanh niên, đàn ông, đàn an Mỹ xăm trổ đầy mình vậy đó. Chứ thấy bà già rón rén không có chỗ ngồi, chàng ơi nó đứng phát dậy nó nhường chỗ liền hà. Rồi đang giới tay lấy mấy cái da lây á, trời ơi biết nhiêu thằng đàn ông nó nhào tới. Chàng ơi nó không giấu gì, ở xứ thiên đường quen rồi hen. Thấy tụi nó nhào tới là tao tưởng bị giật đồ không, mà tao lo tao thủ võ liền. Tới lúc mệt mời quá đuối rồi, tao nói không kệ mẹ tụi bay, giật thì giật đi hen, tao kệ mẹ tụi bay á. Nhưng mà không phải, thì ra nó chưa, nó quay lại nó giúp đỡ mình chứ phải giật đồ. Chị người ta nói không phải nào ngay chứ. Thiên đường nó khác xa với xứ giải chết lắm mấy đứa. Ta nói đi ngoài đường biết sao mà không có cổng gác, không biết đứa nào mà nó quét đường quét xá mà sạch dữ vậy. Chàng ơi, ta nói không có cổng gác nào luôn á. Bữa ta đang đi dạo cái có con chó, con nhỏ kia nó dắt đi ngược trời rồi ha, nó bận quần xà lõn. Cái con chó nó dừng lại, nó chơi một đụm dưới đường. Con nhỏ không nói không gằn, đứng lại liền, móc trong túi ra một cái bịch ni lông, thò tay hốt bỏ vào trong túi quần đi tiếp. Trời sao mà nó văn minh hết sức vậy đó. Nhớ lại ở xứ mình sao mà trời, đàn ông đàn bà thanh niên nữ tú mà nó sang chảnh, nó xài đồ hiệu, nó trang điểm lòe loẹt mà nó xả rác như chỗ không ngừ. Chàng ơi, ta nói xả rác cái kiểu đó, một phần nó mất mẹ nó mỹ quan thành phố, phần khác rồi nó ngập mẹ nó hết cống rãnh, mưa gió tới nó cũng không có chỗ để nó thoát nước nữa hen. Rồi cũng tội nghiệp cho mấy người quét đường lao công dữ lắm mấy đứa. Còn nữa, sẵn ba cái vụ nhường chỗ là xách đồ giùm á, ta cũng nhớ lại đàn ông đàn an ở bên xứ của mình. Ta nói ở cái xứ mà ta nói mệnh danh là thiên đường nghe, mà đàn ông đàn an sức dài vai rộng mà mình xách đồ thấy mụ nội luôn, nó không bao giờ nó ra xách phụ giùm bà già hết trơn á. Trời á hen, trời ơi, ta nói rồi, một phần cũng do lòng tin với con ngừ, với con ngừ nữa. Bây giờ mà thử mà tụi nó chạy lại nó xách đồ giùm mình, ta cũng đâu có dám cho nó xách. Còn trí thức này kia, bà nội cha nó, hỡi nó giành được cái ghế nó ngồi là nó ngồi y như thở, thể là cái đít nó mọc gai gì đó hen. Nó cho mình bà già đứng chết mẹ luôn à. Nó thao láo, con mắt nó ra nó ngó. Nó có nhường ghế xách đồ thì nó cũng nhường, nó xách giùm cho mấy con hot girl, quẩn đâu mà nó nhường, nó xách cho bà già. Mà sẵn nói vụ đi ra phi trường, tao góp ý cái này luôn hen mấy đứa. Ta nói là phải vui vẻ nườm nở như mấy thằng hải quan xứ Mỹ á, người ta mới phái, người ta mới thấy là được tiếp đón đàng hoàng. Còn như hải quan xứ mình, chàng ơi bỏ tiền ra là để được phục vụ, mà cái mặt của mấy đứa bay á, ta thấy nó buồn quá đi tụi bay. Chàng ơi, mặt của tụi bay đứa gì đó mà hãm tài quá. Ta nói hả, rồi hành khách như hoài dòm thấy mấy đứa con, hoài cũng ái ngại nữa hay không. Mà không lẽ tiền lẻ đâu mà tao quăng ra tao xì vô trong mặt tụi bay hoài cho tụi bay vui. Rồi lúc đó hoài đâu có vui đâu, thấy không. Nói nữa, thêm cái vụ này, đi từ ngạc nhiên này qua tới ngạc nhiên kia nghe mấy con. Tao nói cái thằng mang tiếng giải chết gì đâu mà dân nó sướng chết mày luôn hè. Bà mẹ tao nói nhà cửa thằng nào cũng như thằng nào hen, giàu hay nghèo cũng đồ ăn đủ ngập mặt. Nhà nào tối thiểu cũng phải có máy lạnh hen, máy sưởi, máy rửa chén, máy hút bụi, máy gì mà máy nhiều dữ tụi bay.
máy lò vi sóng vi ba bà mẹ máy gì rồi tivi mỗi phòng là một cái to tổ mẹ luôn vậy đó. Xe hơi mỗi thằng một chiếc lái phà phà chạy ngoài đường hen, không có như ở xứ thiên đường của mình. Thiên đường con mẹ gì đâu mà để dành tiền mua được chiếc Honda, phải làm mẹ đổ mà hôi háng luôn mấy cô á hen. Chạy rồi hả, tao nói để dành tiền thắt lưng buộc bụng chết mẹ luôn ha. Còn nữa cái vụ này tao phái nhất nè mấy đứa, tao nói ở cái xứ giải chết ở đâu cũng có cầu tiêu, bà mẹ bước ra đường là có cầu tiêu. Ở Mỹ nó kêu là cái toilet hay là bathroom gì đó ha, đi chơi mà hỏi mắc đái á nghe là trời ơi, tấp vô mấy cái cầu tiêu công cộng bên đường là có liền, có chỗ đi đái liền hen. Mà tao nói mấy cái bathroom ở Mỹ nó sạch sẽ, nó bóng bẩy, nó thơm phức hà, chứ không phải trời ơi, mà không có tốn đồng xu các bạc nào trớ trời á. Đã vậy ngồi còn có giấy cho mình lót mông nữa, trời ơi, nó mát mông, nó sướng dễ sợ dễ tè luôn vậy đó mấy con. Rồi xà bông giấy rửa tay chùi tay nó đàng hoàng thơm tho sạch sẽ, nghĩ mà thương cái xứ thiên đường xứ mình hen. Sẵn đây hoài đề nghị luôn, tôi đề nghị luôn mấy ông mấy bà lãnh đạo xứ mình bớt ăn hối lộ lại đi, chút chút nhín nhín ghe đi đặng mà xây mấy cái bát gươm hen cho bằng với người ta hen. Chứ tôi nói thiệt, cái nhu cầu cấp thiết của người dân là nhu cầu được đi đái, mà đi trên đường mà không có chỗ đái, mà mấy cái cầu tiêu công cộng vừa tốn tiền tốn bạc mà vô nó dơ chết mẹ luôn, nhìn phát ói hà, không có giấy không có nước gì cho nó đầy đủ nữa thì thấy nó cũng kỳ, cũng khổ cho dân, thấy không? À, kính mong mấy ông mấy bà lãnh đạo xứ mình chú ý dùm cái vụ đi đái này cho dân mình được nhờ nha không. Thêm một cái nữa, cái này tao thấy mới ngộ nè tụi bay, cái này tao thấy là tao không thể nào hiểu được. Hôm bữa được mấy đứa cháu nó chở đi coi cái chỗ mà chỗ ở hồi xưa của thằng cha Washington á, chị người ta nói cái thằng cha Washington này nghe nói ở đâu á là cha già dân tộc của Mỹ, mà chu cha mẹ ơi, đường đường chả là cha già dân tộc của Mỹ mà cái chỗ ở gì đâu mà tao nói đơn sơ giản dị hết sức vậy đó, có vài ba cái phòng ngủ rồi phòng khách rồi nhà bếp này kia kia nọ hà hen. Cái tường nhà của con trẻ thì nghe đâu ban đầu á nó bằng gỗ, về sau sợ hư hao gì không có bảo quản được, lâu dài tốn tiền thuế của dân, thành thử ra đắp luôn đất sét vô để cho xài cho bền, chứ không thôi tốn tiền thuế của người dân. Bà mẹ nó nghĩ mà nó trả bù với cái đám lãnh đạo xứ mình, trời đất ơi, tường của tụi nó nghe là nó ốp luôn vàng 24 carat luôn cho nó sang chảnh, nền thì nó ốp đá cẩm thạch hen. Tao nói nội cái thằng mà bí thơ tỉnh Yên Bái không á, là cái biệt phủ của nó còn gấp bao nhiêu lần nguy nga hơn cái thằng cha già cha già dân tộc của Mỹ này rồi hen. Kiểu này tao nói mấy thằng lãnh đạo Mỹ dại quá mấy con, không biết tham ô tham nhũng lại gì hết trơn hết trọi, rồi tới lúc rồi về già rồi sao, nghỉ hưu rồi sao hả, rồi con cháu lấy cái gì mà cả. Chiến này là phải kêu mấy người cha lãnh đạo xứ Mỹ qua bên xứ mình hen, học hỏi lãnh đạo xứ mình một khóa làm giàu mới được nha không. Tới cái lúc mà đi coi mộ của thằng cha già dân tộc Washington, trời ơi, tao còn té ngửa nữa tụi bay. Trời ơi, hai vợ chồng mang tiếng là cha già mẹ già dân tộc của Mỹ, mà cái mộ nó có chút ép à, nằm kế nhau vậy nè hen. Có cái dòng qua tưởng niệm tí nội vậy thôi nè hen. Chèn ơi, tao nói cái gì đó mà mất mặt thằng Mỹ dữ vậy bay hả, hèn chi giải chết là phải rồi hen. Ít ghê đó, mình cũng phải xây lăng xây tẩm cho nó nguy nga đồ sộ, rồi mình phải tẩm xác rồi mình ướp xác giống như là cha già dân tộc xứ mình, thấy không, thì quả mai nước mình nó mới giàu được, nó mới sang trọng hùng dũng được chứ, đúng không? Còn nữa, ta nói trời ơi, cảnh sát Mỹ bên này nó nhiệt tình quá đáng. Một bữa nọ, ngoại bấm điện thoại mà ngoại bấm lộn, bấm trúng cái nút mà kêu 911 á, là cảnh sát Mỹ á. Bà nội cha nó trong vòng chưa tới 5 nốt nhạc, 2-3 chiếc xe cảnh sát nó thắng cái két trước nhà. Trời ơi, là tao sợ xanh mời luôn tụi bay. Bà mẹ nó cực chẳng đã, con nhỏ con gái nó phải ra nó giải thích là bà già ở bên Việt Nam mới qua bấm lộn số hen, mà cảnh sát nó chào hỏi mình là một chuyện, nó ok là một chuyện, nó phải đi vòng vòng quanh nhà, nó dòm nó ngó từng phòng một để nó chắc ăn không có ăn trộm ăn cướp rồi trốn ở trong nhà đặng mà uy hiếp cho mình,
rồi nó mới vui vẻ, nó chào mình, nó bye bye, nó ra đi. Mà bà mẹ nó nói nào ngay không phải khen, tôi nói cảnh sát ở bên này không biết sao mà nó to cao, nó đẹp trai lồng lộng gì đó mà nó dễ mến dễ gần quá xá, hở một chút là nó cười, nó hỏi thăm mình, có mình có khỏe không, có mình sao, mà mình ở bên Việt Nam qua đâu có quen biết gì tụi nó đâu, mà nó thân thiện hết sức gì đó. Không có phải như bên Việt Nam bà nội cha nó, mấy cái thằng quỷ công an á, mẹ tụi bay cướp bóc hay chém lộ mà kêu tụi bay lại đó nghe. Tao nói hả, đợi tụi bay tàn canh gió lạnh tụi bay mới xách giấy tụi bay lại hen, tới lúc đó dân tụi tao chết mẹ nó hết rồi hen. Rồi mặc cái thằng nào thằng nấy tụi bay á, hầm hầm như cái đáy quần que vậy đó. Đất tất kể cái người kia là người lớn trẻ nhỏ hay người già với trơn cái trời á, đồ mất dạy, qua xứ giả chết mà học hỏi cảnh sát người ta đi nghe không tụi bay. Còn nữa, cái xứ sở gì đâu mà không sợ bị giật đồ. Chàng ơi, ta nói kể ngơi à, bữa kia ta đi tham quan, cái bữa mà ta đi tham quan nhà của ông cha già dân tộc Washington á, cái tự nhiên ta mắc đái. Trời ơi, tao đi đái cái tao bỏ quên mẹ nó cái iPhone 7 Plus ở trong cầu tiêu á, con nhỏ gái nó mới cho. Trời đất ơi, đi được nửa đường gì à, mới sực nhớ mẹ sợ xanh mời luôn hà, lật đật kêu mấy đứa nhỏ quay lại quay lại. Quay là quay lợi vậy thôi, chứ ta nói như ở xứ mình mệnh danh là thiên đường, mà cầm trên tay níu trên tay mà nó còn nhào vô nó giật nữa, huống chi là xứ giả chết mà là quê người ta hen. Vậy đó mà tới lúc quay lợi mấy cái con nhỏ quầy giữ đồ á, nó nói người ta lụm được, người ta đem lại người ta trả, chỉ cần trả lời đúng nhận dạng của cái điện thoại của mình là nó trả lại cho mình liền. Hú hồn hú vía túm quần lại, ngoại nhận thấy ở Mỹ làm dân thì sướng mà làm quan thì khổ. Bởi vì sao? Bởi vì làm quan ở đây khổ quá, nghèo thấy mày á luôn mà hen, có được ăn hối lộ như ở xứ mình đâu mà cho giàu hen. Hở chút mà làm sai á, dân nó còn đè đầu ra nó chửi cho tè đầu, rồi nó trút nó phế nữa hen. Chứ còn như ở thiên đường xứ ta mới đúng, thật là thiên đường mới đúng, là cái mảnh đất màu mỡ nhưng mà chỉ cho lãnh đạo cộng sản thôi, chứ còn dân đen như chúng ta bà mày á nó khổ còn hơn con chó đói. Cho nên sau chuyến đi này về, ngoại quyết định sẽ bán nhà bán cửa, bán ruộng vườn bán đất đai, còn cái máng khô cũng bán, để được qua Mỹ qua xứ giả chết mà đoàn tụ với con cháu. Ngoại thèm được sống như một con người lắm rồi mấy đứa, ngoại thèm được cái không khí nhân đạo nhân văn ở bên xứ giả chết lắm rồi mấy đứa. Ta nói còn ở quê mình yêu quê hương yêu xứ sở nhưng mà cái gì cũng sợ hết trơn hết trọi á, trời cái quần què gì cũng sợ, lớp thì sợ đồ ăn độc hại, lớp thì sợ không khí độc hại, ngay cả con người cũng sợ hãi nữa hen. Rồi sợ tương lai tuổi già xế bóng phải làm nô lệ cho thằng giặc tàu, sợ một ngày đẹp trời phát ngôn hổng hợp lòng lãnh đạo, bà mẹ nó cắt cổ mình, nó cho mình chết hổng toàn thay trong đồn công an, thời chết mẹ. Về sẵn đây tao cũng đề nghị luôn, tụi bay á, mấy cái thằng lãnh đạo xạo lông, mụ nội tụi bay bớt xạo lòng lại giùm tao cái đi nha tụi bay. Bà nội cha tụi bay á, mẹ tụi bay ăn cái quần què gì mà tụi bay xạo lòng dữ vậy hả tụi bay? Hả? Tụi bay mê Mỹ chết mẹ luôn hà, mà hở ra là tụi bay chê bai Mỹ. Tụi bay á, ngừng nhồi sọ giới trẻ đi nha không? Mẹ bà già như tao nè, mà cũng bị tụi bay lừa gạt bao nhiêu chục năm rồi, hen. Tao cũng tin tụi bay, tao cũng u mê ám chướng với tụi bay, nhưng mà không sao, tao già rồi, tao sắp xuống lỗ rồi, còn tụi trẻ nó là tương lai, nó là gương cột của đất nước, làm sao mà tổ quốc của mình có thể đi lên, có thể giàu mạnh được hả, quê hương mình phát triển cho được, khi mà tụi bay không bồi dưỡng cho tụi nhỏ gì tri thức, mà tụi bay chỉ muốn cho ra lò những thế hệ u mê ám chướng đi ngược lại với cái sự phát triển văn minh của nhân loại, của thế giới loài người. Vài lời tao gửi tới tụi bay hen. Còn bây giờ tao phải đi bán nhà bán cửa, bán ruộng vườn, bán luôn cái máng khô để mà kiếm đường tao dọt qua bên xứ giả chết hen. Bye bye, bớt xạo lòng lại đi nha mấy con, chào thân ái và đất thắng, see you later. Thì nghe đâu ban đầu á nó bằng gỗ, về sau sợ hư hao gì không có bảo quản được
lâu dài, tốn tiền thuế của dân. Thành thử ra đắp luôn đất sét vô để cho xài cho bền, chứ không thôi tốn tiền thuế của người dân. Bà mẹ nó nghĩ mà nó trả bù với cái đám lãnh đạo xứ mình. Trời đất ơi, tường của tụi nó đó nghe là nó ốp luôn vàng 24 carat luôn cho nó sang chảnh. Nền thì nó ốp đá cẩm thạch, hang. Tao nói nội cái thằng mà bí thơ tỉnh Yên Bái không á, là cái biệt phủ của nó còn gấp bao nhiêu lần nguy nga hơn cái thằng cha già, cha già dân tộc của Mỹ này rồi, hang. Kiểu này tao nói mấy thằng lãnh đạo Mỹ dại quá mấy con, không biết tham ô tham nhũng là gì hết trơn trời. Rồi tới lúc rồi về già rồi sao, nghỉ hưu rồi sao hả, rồi con cháu lấy cái gì mà cả. Chiến này là phải kêu mấy thằng cha lãnh đạo xứ Mỹ qua bên xứ mình hang, học hỏi lãnh đạo xứ mình một khóa làm giàu mới được nha. Không tới cái lúc mà đi coi mộ của thằng cha già dân tộc Washington, trời ơi tao toàn còn té ngửa nữa tụi bay. Trời ơi, hai vợ chồng mang tiếng là cha già mẹ già dân tộc của Mỹ mà cái mộ nó có chút ép à, nằm kế nhau vậy nè hen. Có cái dòng qua tưởng niệm tí nội vậy thôi nè hen. Chèn ơi, tao nói cái gì đó mà mất mặt thằng Mỹ dữ vậy bay hả, hèn chi giả chết là phải rồi hen. Ít ghê đó, mình cũng phải xây lăng xây tẩm cho nó nguy nga đồ sộ, rồi mình phải tẩm xác rồi mình ướp xác giống như là cha già dân tộc xứ mình, thấy không, thì quả mai nước mình nó mới giàu được, nó mới sang trọng hùng dũng được chứ, đúng không. Còn nữa, ta nói trời ơi, cảnh sát Mỹ bên này nó nhiệt tình quá đáng. Một bữa nọ ngoại bấm điện thoại mà ngoại bấm lộn, bấm trúng cái nút mà kêu 911 á, là cảnh sát Mỹ á. Bà nội cha nó trong vòng chưa tới 5 nốt nhạc, 2-3 chiếc xe cảnh sát nó thắng cái két trước nhà. Trời ơi, là tao sợ xanh mời luôn tụi bay. Bà mẹ nó cực chẳng đã, con nhỏ con gái nó phải ra nó giải thích là bà già ở bên Việt Nam mới qua bấm lộn số hen, mà cảnh sát nó chào hỏi mình là một chuyện, nó ok là một chuyện, nó phải đi vòng vòng quanh nhà, nó dòm nó ngó từng phòng một để nó chắc ăn không có ăn trộm ăn cướp rồi trốn ở trong nhà đặng mà uy hiếp cho mình, rồi nó mới vui vẻ nó chào mình, nó bye bye nó ra đi. Mà bà mẹ nó nói nào ngay không phải khen. Tao nói cảnh sát ở bên này không biết sao mà nó to cao, nó đẹp trai lồng lộng gì đó, mà nó dễ mến dễ gần quá xá. Hở một chút là nó cừ, nó hỏi thăm mình của mình có khỏe không, có mình sao, mà mình ở bên Việt Nam qua đâu có quen biết gì tụi nó đâu, mà nó thân thiện hết sức gì đó. Không có phải như bên Việt Nam bà nội cha nó, mấy cái thằng quỷ công an á, mẹ tụi bay cướp bóc hay chém lộ mà kêu tụi bay lại đó nghe. Tao nói hả, đợi tụi bay tàn canh gió lạnh tụi bay mới xách giái tụi bay lại hen. Tới lúc đó dân tụi tao chết mẹ nó hết rồi hen. Rồi mặt cái thằng nào thằng nấy tụi bay á hầm hầm như cái đáy quần que vậy đó. Đất có kể cái người kia là người lớn trẻ nhỏ hay người già với trơn cái trời á, đồ mất dạy. Qua xứ giả chết mà học hỏi cảnh sát người ta đi nghe không tụi bay. Còn nữa, cái xứ sở gì đâu mà không sợ bị giật đồ. Chàng ơi, ta nói kể ngơi à, bữa kia ta đi tham quan, cái bữa mà ta đi tham quan nhà của ông cha già dân tộc Washington á, cái tự nhiên ta mắc đái. Chàng ơi, ta đi đái cái ta bỏ quên mẹ nó cái iPhone 7 Plus ở trong cầu tiêu á, con nhỏ gái nó mới cho. Trời đất ơi, đi được nửa đường gì à, mới sực nhớ mẹ sợ xanh mời luôn hà, lật đật kêu mấy đứa nhỏ quay lại. Quay là quay lợi vậy thôi, chứ ta nói như ở xứ mình mệnh danh là thiên đường, mà cầm trên tay, níu trên tay mà nó còn nhào vô nó giật nữa, huống chi là xứ giả chết mà là quê người ta hen. Vậy đó mà tới lúc quay lợi mấy cái con nhỏ quầy giữ đồ á, nó nói người ta lụm được, người ta đem lại người ta trả, chỉ cần trả lời đúng nhận dạng của cái điện thoại của mình là nó trả lại cho mình liền. Hú hồn hú vía. Túm quần lại, ngoại nhận thấy ở Mỹ làm dân thì sướng mà làm quan thì khổ. Bởi vì sao? Bởi vì làm quan ở đây khổ quá, nghèo thấy mày á luôn mà hen. Có được ăn hối lộ như ở xứ mình đâu mà cho giàu hen. Hở chút mà làm sai á, dân nó còn đè đầu ra, nó chửi cho tè đầu, rồi nó trút nó phế nữa hen. Chứ còn như ở thiên đường xứ ta mới đúng, thật là thiên đường mới đúng, là cái mảnh đất màu mỡ nhưng mà chỉ cho lãnh đạo cộng sản thôi, chứ còn dân đen như chúng ta bà mày nó khổ. Kính thưa bà con, tao nói không giấu gì mà có giấu cũng đắt được. Từ nào đến giờ tao nói quậy ở bên Việt Nam
quanh quẩn ở trong làng xã không hà. Thành thử ta nói không có biết gì cái thế giới bên ngoài nó là làm sao. Bởi vậy cho nên đảng và nhà nước của mình nói Việt Nam mình là thiên đường xã hội chủ nghĩa, là quốc gia đáng sống nhất trên hành tinh này. Trời ơi, người ta nói ta tin sái cổ luôn vậy đó. Cho tới bữa nay có đứa con gái ở Mỹ á, nó mời qua bển chơi du lịch, thành thử ra tôi mới khăn gói quả mướp ta lên đường. Cũng tội nghiệp đứa con gái dữ lắm. Trời ơi ngu, ở bên thiên đường đắt trời ơi, mày đặt bon chen đi lấy chồng ở xứ giả chết. Thôi thì ta nói con dại cái mang, cũng đi qua bển thăm coi nó làm sao hen, coi nó sống khổ sống sở ra mừng sao. Cũng một lần qua bển coi thử thằng Mỹ nó giải chết ra làm sao, rồi dân tình nó sống khổ ra làm sao. Chàng ơi ta nói vừa tới cái sân bay thôi, trời ơi ta tưởng ta nằm mơ chứ tụi bay. Bà mẹ cái xứ giải chết gì đâu mà cái phi trường nó to tổ mẹ luôn hà. Bà mẹ nó nhân viên ở ngoại á, nó thấy ngoại già lụm cụm, nó lấy xe lăn nó đẩy tao chạy phà phà à, vậy đó mấy đứa. Mau mắn lẹ làng hết sức vậy đó. Rồi thanh niên, đàn ông, đàn an Mỹ xăm trổ đầy mình vậy đó. Chứ thấy bà già rón rén không có chỗ ngồi, chàng ơi nó đứng phát dậy nó nhường chỗ liền hà. Rồi đang giới tay lấy mấy cái da lây á, trời ơi biết nhiêu thằng đàn ông nó nhào tới. Chị ơi nó không giấu gì, ở xứ thiên đường quen rồi hen. Thấy tụi nó nhào tới là tao tưởng bị giật đồ không, mà tao lo tao thủ võ liền. Tới lúc mệt mời quá đuối rồi, tao nói không kệ mẹ tụi bay, giật thì giật đi hen, tao kệ mẹ tụi bay á. Nhưng mà không phải, thì ra nó chưa nó quay lại nó giúp đỡ mình chứ phải giật đồ. Chị ơi tao nói không phải nào ngay, chứ thiên đường nó khác xa với xứ giả chết lắm mấy đứa. Ta nói đi ngoài đường không biết sao mà không có cọng rác, không biết đứa nào mà nó quét đường quét xá mà sạch dữ vậy. Chàng ơi ta nói không có cọng rác nào luôn á. Bữa ta đang đi dạo cái có con chó, con nhỏ kia nó dắt đi ngược trời rồi ha, nó bận quần xà lõn, cái con chó nó dừng lại nó chơi một đụm dưới đường. Con nhỏ không nói không gằn đứng lại liền, móc trong túi ra một cái bịch ni lông thò tay hốt bỏ vô trong túi quần đi tiếp. Trời sao mà nó văn minh hết sức vậy đó. Nhớ lại ở xứ mình sao mà trời, đàn ông đàn bà thanh niên nữ tú mà nó sang chảnh, nó xài đồ hiệu, nó trang điểm lòe loẹt mà nó xả rác như chỗ không ngừ. Chàng ơi ta nói xả rác cái kiểu đó, một phần nó mất mẹ nó mỹ quan thành phố, phần khác rồi nó ngập mẹ nó hết cống rãnh, mưa gió tới nó cũng không có chỗ để nó thoát nước nữa hen. Rồi cũng tội nghiệp cho mấy người quét đường lao công dữ lắm mấy đứa. Còn nữa, sẵn ba cái vụ nhường chỗ là xách đồ giùm á, ta cũng nhớ lại đàn ông đàn an ở bên xứ của mình. Ta nói ở cái xứ mà ta nói mệnh danh là thiên đường ngang, mà đàn ông đàn an sức dài vai rộng mà mình xách đồ thấy mụ nội luôn, nó không bao giờ nó ra xách phụ giùm bà già hết trơn á. Trời á hen, trời ơi ta nói rồi, một phần cũng do lòng tin với con ngự, với con ngự nữa. Bây giờ mà thử mà tụi nó chạy lại nó xách đồ giùm mình, ta cũng đâu có dám cho nó xách. Còn trí thức này kia, bà nội cha nó, hỡi nó giành được cái ghế nó ngồi là nó ngồi y như thở, thể là cái đít nó mọc gai gì đó ha. Nó cho mình bà già đứng chết mẹ luôn à. Nó thao láo, con mắt nó ra nó ngó. Nó có nhường ghế xách đồ thì nó cũng nhường, nó xách giùm cho mấy con hot girl. Quẩn đâu mà nó nhường, nó xách cho bà già. Mà sẵn nói vụ đi ra phi trường, tao góp ý cái này luôn ha mấy đứa. Tao nói là phải vui vẻ nườm nở như mấy thằng hải quan xứ Mỹ á, người ta mới phái, người ta mới thấy là được tiếp đón đàng hoàng. Còn như hải quan xứ mình, chàng ơi bỏ tiền ra là để được phục vụ, mà cái mặt của mấy đứa bay á, tao thấy nó buồn quá đi tụi bay. Chàng ơi, mặt của tụi bay đứa gì đó mà hãm tài quá. Tao nói hả, rồi hành khách như hoài dòm thấy mấy đứa con, hoài cũng ái ngại nữa hay không. Mà không lẽ tiền lẻ đâu mà tao quăng ra tao xì vô cho mặt tụi bay hoài cho tụi bay vui. Rồi lúc đó hoài đâu có vui đâu, thấy không. Nói nữa, thêm cái vụ này, đi từ ngạc nhiên này qua tới ngạc nhiên kia nghe mấy con. Tao nói cái thằng mang tiếng giải chết gì đâu mà dân nó sướng chết mày á luôn hè. Bà mẹ tao nói nhà cửa thằng nào cũng như thằng nào hen, giàu hay nghèo cũng đồ ăn đủ ngập mặt. Nhà nào tối thiểu cũng phải có máy lạnh hen, máy sưởi, máy rửa chén, máy hút bụi, máy gì mà máy nhiều dữ tụi bay. Máy lò vi sóng vi ba, bà mẹ máy gì rồi tivi, mỗi phòng là một cái to tổ mẹ luôn vậy đó.
xe hơi mỗi thằng một chiếc lái phà phà chạy ngoài đường hen, không có như ở xứ thiên đường của mình. Thiên đường con mẹ gì đâu mà để dành tiền mua được chiếc Honda, phải làm mẹ đổ mà hôi háng luôn mới có hen. Chạy rồi hả, tao nói để dành tiền thắt lưng buộc bụng chết mẹ luôn hà. Còn nữa cái vụ này tao phái nhất nè mấy đứa, tao nói ở cái xứ giải chết ở đâu cũng có cầu tiêu, bà mẹ bước ra đường là có cầu tiêu. Ở Mỹ nó kêu là cái toilet hay là bathroom gì đó ha, đi chơi mà hỏi mắt đái á nghe là trời ơi, tấp vô mấy cái cầu tiêu công cộng bên đường là có liền, có chỗ đi đái liền hen. Mà tao nói mấy cái bathroom ở Mỹ nó sạch sẽ, nó bóng bẩy, nó thơm phức hà, chứ không phải trời ơi, mà không có tốn đồng xu các bạc nào trớ trời á. Đã vậy ngồi còn có giấy cho mình lót mông nữa, trời ơi, nó mát mông, nó sướng, dễ sợ, dễ tè luôn vậy đó mấy con. Rồi xà bông, giấy rửa tay, chùi tay, nó đàng hoàng, thơm tho, sạch sẽ. Nghĩ mà thương cái xứ thiên đường, xứ mình hen. Sẵn đây hoài đề nghị luôn, tôi đề nghị luôn mấy ông mấy bà lãnh đạo xứ mình, bớt ăn hối lộ lại đi, chút chút nhín nhín ghe đi, đặng mà xây mấy cái bát gum hen cho bằng với người ta hen. Chứ tôi nói thiệt, cái nhu cầu cấp thiết của người dân là nhu cầu được đi đái, mà đi trên đường mà không có chỗ đái, mà mấy cái cầu tiêu công cộng vừa tốn tiền tốn mệt, mà vô mà nó dơ chết mẹ luôn, nhìn phát ói hà, không có giấy không có nước gì cho nó đầy đủ nữa, thì thấy nó cũng kỳ, cũng khổ cho dân, thấy không? À, kính mong mấy ông mấy bà lãnh đạo xứ mình chú ý dùm cái vụ đi đái này cho dân mình được nhờ nha không. Thêm một cái nữa, cái này tao thấy mới ngộ nè tụi bay, cái này tao thấy là tao không thể nào hiểu được. Hôm bữa được mấy đứa cháu nó chở đi coi cái chỗ mà chỗ ở hồi xưa của thằng cha Washington á, chị người ta nói cái thằng cha Washington này nghe nói ở đâu á là cha già dân tộc của Mỹ, mà chu cha mẹ ơi, đường đường chả là cha già dân tộc của Mỹ mà cái chỗ ở gì đâu mà tao nói đơn sơ giản dị hết sức vậy đó, có dài ba cái phòng ngủ rồi phòng khách rồi nhà bếp này kia kia nọ hả, hay ăn cái tường nhà của con trẻ.